là mình phải nói bài này. Vì ví dụ như mua bài thuốc kháng sinh thì các bạn sẽ nhìn hiện tại đây là cái trường hợp bị dị ứng. Cái bị dị ứng thì mình sẽ nhìn thấy là cơ thể của mình sẽ nổi phát ban, hay là gọi là phát ban ha, hay là nổi cái mụn đỏ ở dưới một cái phòng lên đó. Thì những cái này là dấu hiệu bị dị ứng. Vậy dị ứng nó do cái gì? Nó do nhiều nguyên nhân, mà cái nguyên nhân cơ bản nhất đó là do cái tác động từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài có thể là từ bụi, phấn hoa, từ môi trường à, rồi bị trong những con vi khuẩn như là nấm mốc, vi khuẩn, vi khuẩn xâm nhập. Thì đây là những cái yếu tố có cái phần là từ môi trường cũng có, từ chính cơ địa mình hay từ xâm nhập của vi khuẩn virus nó cũng có. Thì như vậy khi mà nó xâm nhập vào trong cơ thể mình, tại sao mình lại có những cái phản ứng ngứa thay vì phải chống lại chứ? À, thì cái phản ứng ngứa đó là do trong cơ thể mình nó có một cái hệ thống miễn dịch mà mình hay gọi nó tức là gọi là kháng thể, cái sức đề kháng của mình đó, mình hay gọi như vậy. Thì ở trong cơ thể mình nó có những cái anh mà mình ký hiệu nó sẽ là IG, người ta gọi là IG, IgM, IgG, IgA, IgD. Thì đây là những cái người ta gọi là kháng, những cái kháng thể, những kháng thể để nó chống lại mấy cái chất dị nguyên. Tức là dị nguyên là gì? Là những nguyên tố bên ngoài xâm nhập vào trong cơ thể mình. Như vậy anh này sẽ tạo ra những cái chất kháng thể để chống lại cái sự xâm nhập của các yếu tố khác. Và khi mà cái sự xâm nhập các dị nguyên nó đã tác động đánh lùi được, tức là các dị nguyên là các bụi phấn hoa móc của vi khuẩn nó xâm nhập vào cơ thể mình, nó bị đánh bật nó được. Lúc đó là mình không thấy những triệu chứng gì hết, không thấy những triệu chứng gì gọi là gây cơ thể mình hết. Như vậy là hàng ngày nó xâm nhập vào mình và được cái hệ thống miễn dịch cơ thể mình nó chống chọi. Nhưng một ngày nào đó khi mà cái chất này nó xâm nhập vào trong cơ thể mình và cái chất của mình nó không đủ mạnh hoàn toàn để nó tiêu diệt. Thì là cái IgM, IgG, IgA, IgD này nó không đủ mạnh để được tiêu diệt hoàn toàn. Thì bắt buộc là phải có sự chống lại, chiến đấu chống lại. Và khi có sự chiến đấu chống lại thì nó gây ra một phản ứng, là cái sự phản ứng qua lại các chất. Và từ đó nó xuất hiện được cái hiện tượng của mình. Thì nhưng mà cái hiện tượng dị ứng đó, nó sẽ biểu hiện mình biết rằng là trong cơ thể mình đã bất thường xảy ra. Đã bất thường xảy ra, đã có yếu tố khác xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng mà các bạn sẽ hình dung rằng là tại sao lại có chuyện đó? Nó phụ thuộc vào cơ địa của mọi người. Và tại có những người, người ta ăn uống cái món này không bị gì hết, chỉ có người ăn chưa bị. Vậy thì khi mình ăn vô trong cơ thể của người đó, nó có những cái kháng thể khác nhau, nó sẽ tương tác. Và cả cái người đó khỏe mạnh hay không, hay là có những yếu tố gì khác hay không, thì nó sẽ gây cái hiện tượng là đáp ứng với cơ thể vậy. Cho nên gây ra hiện tượng là dị ứng. Và chính vì vậy các bạn thấy là khi mà các bạn nghe những cái câu là ghép gan, ghép thận ha, hay là ghép cái gì đó, người ta rất sợ cái sự gọi gì đào thải cơ thể. Và cái sự đào thải nó ở đâu ra? Do những cái hệ thống miễn dịch này nó tới nó coi thử là anh nó phù hợp hay không. Và nếu anh nó không phù hợp, nó rồi thì tìm cái cách nó chống lại, nó đẩy đi. Và chính vì vậy nó làm cho mất đi cái mà mình ghép vào, cái gì ghép thận vào nó không tương thích, vẩy ra, bắt buộc là phải lấy thận nó ra. Thì cái thận nó mất để lâu ngày nó sẽ bị hoại tử, trong đó đã làm cho cơ thể mình nó càng bị dễ bị chết hơn. Cho nên là mình hay biết là đặt cái này là cái hệ thống miễn dịch của mình. Và đôi khi mình ghét nó, đôi khi mình cảm thấy bất tiện. Ví dụ uống bia rồi, cái tự nhiên người mình nổi mẩn đỏ ngứa hết trơn. Hay là mình đi mình ăn hải sản cũng nổi mẩn ngứa đỏ lên. Đấy mình ghét lắm, thấy bất tiện lắm. Nhưng mà cái đó là cái tự nhiên của cơ thể mình, nó phải đáp ứng lại, nó cảnh báo cho mình rằng là cái đó là có chuyện nha. Anh uống vô, anh ăn vô là có chuyện đó. Anh tôi đã báo cho anh cảnh báo sớm cho anh rồi. Mình biết thì mình đừng lại ha. Thì đó là cái sự tương tác. Nhưng mà đôi khi sự bất tiện đó nó gây cho mình cái phiền hà. Ví dụ tiêm ngứa, tiêm ngứa thì không lẽ mình ăn vô xong mình mỗi mình gãi qua lại cũng kỳ. Tại vì người ta nhìn mới tưởng là anh này ở dơ, chị này ở không sạch thì nó không đúng. Hay là nó gây cảm giác khó chịu, là mình ngủ cũng khó chịu, là mình làm gì cũng không có gọi là thuận tiện. Thì lúc đó người ta mới suy nghĩ cái chuyện là có một thuốc nào đó có thể ức chế chuyện này không. Thì bắt đầu muốn ức chế được hay không là người ta sẽ đi tìm xem nguyên nhân vì sao để người ta ức chế nó, thì bắt đầu người ta đi tìm. Và người ta biết rằng là khi mà một yếu tố tác nhân từ môi trường bên ngoài tác động vào thì nó sẽ gặp cái anh mà cơ thể mình có, đó chính là tế bào mast. Tế bào mast này nó gặp cái anh dị nguyên tấn công vào, thì bắt đầu anh này nhận biết được là đã có yếu tố nguy hiểm xâm nhập vào cơ thể mình. Và anh tế bào mast này mới bắt đầu yêu cầu các anh như kháng thể IgE, IgM, IgD, đó là kèm cái kháng thể này. Cái tế bào mast này cũng kèm cái kháng thể này các bạn.
và cái những cái vấn đề nó vào gắn lên trên bề mặt bên này, và khi nó gắn lên trên bề mặt này để làm gì, để mà chống lại cái tranh hiện diện này, kêu kháng thể tới chống lại tranh này, và đôi khi thì cái kháng thể đó nó chống lại được và nó sẽ sản sinh ra một cái chất cách trung gian, rồi cách trung gian đó chính là histidine, và histidine xong quá trình chuyển hóa mới tạo ra cái chất là histamine. Histamine này nó bắt đầu mới có tác dụng là đẩy lùi cái cái dị nguyên này đi, đẩy lùi cái đi, và nó biểu hiện ra cho mình ở ngoài cơ thể những dấu hiệu ra. Bây giờ mình sẽ hình dung như vậy, chất trung gian hóa học mà nó gây cho mình những hiện tượng đó chính là histamine. Nhưng mà histamine thì nó không có sẵn, nó sẽ được chuyển đổi từ histidine nha, histidine. Vậy chất trung gian trong phản diễn đến các cơ quan đất như phế nang, phế quản, da, tim mạch, mũi họng và gây nên các triệu chứng như là ngứa, ở bề tay, tiết dịch, sổ mũi, phù mạch, vân vân. Như vậy thì chất trung gian hóa học và ứng diễn đó chính là histamine, và mình sẽ tìm cách để mình loại bỏ nó đi. Cái histamine này được tạo ra trong cơ thể bởi sự biến đổi histidine, bởi sự biến đổi histidine thành ra histamine. Và cái này ảnh mới gặp cái gì, ảnh mới gặp cái anh, xin lỗi, cái này ảnh tạo ra những dấu hiệu gọi là gây mẩn ngứa đó cho mình làm sao mà đào thải anh đi ra ngoài đi, ngoài đi. Lúc đó mới giảm bớt được những nguy cơ gọi là khó chịu cho cơ thể mình. Đây, kháng thể IgE gắn lên trên màng tế bào mạch khi gặp những cái kháng nguyên tích hợp sẽ làm cho tế bào mạch vỡ ra và phóng thích histamine, tức là khi mà nó gặp những cái bằng xâm nhập từ cơ thể mình lên. Tóm lại điều vậy, bây giờ làm sao để bớt hết bị nhiễm, hết bị sổ mũi, như vậy thì có cách là sao chống lại cái histamine đó. Như vậy làm sao chống lại thì người ta sẽ thấy được nó nằm ở đâu để chống nó ở đó, bởi vì cái histamine này nó có nhiều vị trí gắn đó, nó có tới 3-4 vị trí gắn. Mình có ở đây là H1 đúng không, nó còn có vị trí H2, H3, H4 nữa. Như vậy thì mình sẽ xem là cái histamine này gắn ở trên cái vị trí nào, mình loại trừ nó mà thôi. Thứ nhất, anh gắn ở trên cơ trơn phế quản và hệ tiêu hóa. Anh gắn trên cơ trơn phế quản tức nằm ở đâu, là cái đường dẫn đó, gọi là phế quản, là phế quản đó. Phế quản đó là cái cơ là trơn, trơn là sao, là thẳng luồn luôn, và nó không có cái, mình có là cơ tim nè, cơ trơn nè, cơ vòng nè, nó nhiều cơ như vậy. Cái cơ trơn phế quản là cái cơ mà mình kêu mà bạn nó chỉ trơn lại và nó có dịch nhảy mà thôi, chứ nó không có những cái hệ thành cơ. Và ở đây nữa là nó có cái cơ nữa là cơ mạch, cơ mạch nằm dưới bụng mình đó, là khi mình ho tắc á, cái cơ mạch đẩy lên, tóc đẩy ra hoặc là ở ngoài thì nó nằm ở trong hệ tiêu hóa. Còn có những cái việc mà nó gây giãn mạch rồi tăng cái mạch, cái nó nằm thì những cái này thì nó cũng có nhưng mà không bằng. Thì nó tóm lại điều là cái histamine này nó sẽ gắn ở trên nhiều cái vị trí, nó sẽ gắn ở trên nhiều vị trí cơ thể mình, và khi nó gắn trên vị trí nào thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng người ta gọi là receptor đó. Đây, thì cái mục tiêu của mình là sau này các bạn đọc tài liệu các bạn sẽ thấy rằng là histamine nó gắn ở trên nhiều vị trí lắm. Bây giờ nó gắn ở trên cái này là chỉ ở trên đâu, trên bề mặt da, trên bề mặt da không phải tiêu hóa mà thôi. Nó gắn trên bề mặt da nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Nó gây ra hiện tượng là xuất huyết trên bề mặt da của mình và gây ra hiện tượng là đỏ sầm phù nề nha. Rồi nó gắn ở trên mạch máu nhỏ làm tăng sức cản, làm giãn những động mạch nhỏ, ngay làm giãn sức cản ngoài đi và làm cái khác của mình. Tóm lại là nó nằm ở đâu rồi biết, nó nằm ở trên cái bề mặt da của mình nhiều, và da của mình nhiều cho nên là nó làm gì, nó làm tăng tính thấm tận mạch, gây mẩn đỏ sẵn phù nề. Cái này chính là cái tác dụng của cái nhóm histamine này ha. Rồi vậy thì mình phải tìm cách mình loại bỏ histamine đi, cho nên nó mới có một cái thuốc gọi là thuốc kháng histamine cấp 1 nha. Kháng histamine mà nó nằm ở trên cái của mình gọi là kháng histamine cấp 1. Đây, thuốc kháng histamine. Thì đối với thuốc kháng histamine cấp 1 này, mình có hai nhóm là nhóm cổ điển và nhóm mới gọi là nhóm hiện đại nha. Sorry bạn. Ủa sao nào? Anh gì? Đủ quái hả? Không có cái file hả? Chứ tải về sao? Mở ở đi tải cái 3G về đấy.
Thì bây giờ các bạn sẽ nắm được là khi mà các bạn bị dị ứng, các bạn sẽ có hai cái nhóm thuốc này các bạn sẽ sử dụng, đó là cái nhóm cổ điển và cái nhóm mới. Nhóm cổ điển là cái nhóm trước đây chúng ta dùng, đây là gồm có những kênh này, gồm có probenzazine, chlorpheniramine, dimethylhydrinate và adenosine. Đây là nhóm cổ điển, ngoài ra cũng có nữa nha. Tuy nhiên đây là những cái điển hình rồi, trong đó cái thuốc người ta gọi là thuốc quốc dân, quốc dân luôn á, là cái mà nói tới mình biết luôn á, là cái chlorpheniramine này. Và chlorpheniramine này nó có hàm lượng là 40 mg, không được có hàm lượng 40 mg. Và hàm lượng 40 mg này thì đây thì mở luôn các bạn, mở luôn cái này sẵn càng có cái này. Rồi bây giờ thì mình sẽ có là chlorpheniramine. Thì mình sẽ có